Câu này nó nói là ổng rất là sợ là cái gánh nặng cho gia đình khi mà ổng già ha. Burden là gánh nặng cho gia đình. As có nghĩa là khi á, khi mà ông ta già đi. Age là già đó. Mình học sâu vô mình mới hiểu. Thì ông mới nói là khi mà ba của ông sống lâu lắm à, sống thọ à, 91 tuổi à. Và ba ta của ông phải mất 5 năm sống ở trong nhà già, nhà dưỡng lão. Cho nên ông nghĩ mình là người bán bảo hiểm thì mình khuyên ông như thế nào? Thì mình sẽ khuyên ông nên mua cái bảo hiểm, bảo hiểm nhà già, bảo hiểm chăm sóc lâu dài. Lý do là bởi vì bảo hiểm này nó sẽ trả cho ổng tiền hàng tuần hoặc là hàng tháng khi mà ổng bị mất mất đi cái nhận thức, tức là bị lẫn, bị quên, hoặc là khi mà ổng không là thể nào mà tự chăm sóc được. Lúc này á, từ đầu là ổng là mới 59 tuổi thôi. Ổng sẽ về hưu năm 65, tức là 6 năm nữa. Và khi mà ổng về hưu, ổng sẽ quyết định là cancel, có nghĩa là ổng sẽ hủy đi cái hợp đồng bảo hiểm bệnh tật. Tức là ổng không có bệnh gì hết, thì tại sao phải mua bảo hiểm bệnh tật nữa? Thì ổng sẽ không mua bảo hiểm bệnh tật nữa, mà ổng sẽ chuyển qua mua cái bảo hiểm chăm sóc lâu dài. Đó là mục đích, là mình muốn, cái câu này nó muốn cho mình hiểu là vậy. Khi mà người ta đã, cái nhu cầu bệnh tật của người ta đã hết rồi, tại vì bảo hiểm bệnh tật nó cũng chỉ bao tới 65 tuổi thôi, nó không có bao hơn, là ổng đã xong rồi, rồi ổng sẽ cancel. Thì đúng rồi, rồi. Dù ổng cancel nó cũng cancel ổng nè, đúng không? Ừ. Tại vì mua rồi nó hết, 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 hết. Đúng rồi. Đúng rồi, sẵn đầu quá. Okay. Canada bây giờ đang mấy nước giàu, Canada, châu Âu này nọ đó, là nằm trong cái nhóm là sống lâu quá thì sẽ bị nghèo, là bởi vì hết tiền. Không có tự giận, nhưng mà là mà mình sẽ hết tiền hồi nào mình không biết. Bây giờ thấy tuổi thân của nó mà thấy thôi muốn chết sớm rồi. Muốn chết sớm cũng ai cho chết. Thì bởi vậy mình hại đứa này.